Một người chăn nuôi các loài động vật hoang dã lâu năm, có kinh nghiệm chuyên sâu về các giống vật nuôi này, chị Trần Thị Mai Phương đã mở rộng chuỗi trang trại của mình đi nhiều nơi khác nhau như Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh miền Nam với những loài vật nuôi khác nhau như rúi, chồn hương, chồn mốc, giòn và chèo chèo. Chị đã gặt hái được rất nhiều thành quả từ ngày chăn nuôi này, vừa muốn mở rộng thêm mô hình chăn nuôi của mình, vừa muốn bà con chăn nuôi nâng cao được thu nhập. Thì tại video này, chị Phương sẽ chia sẻ cho bà con cách nuôi chuồn mốc cho người mới bắt đầu và đang có ý định chăn nuôi. Xin mời bà con cùng theo dõi. Nếu như bà con mong muốn được học hỏi trực tiếp từ chị, hãy gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được chị tư vấn chi tiết và đến trang trại chăn nuôi này của chị có địa chỉ tại Hồng Bình, Phú Xuyên, Hà Nội. Chào quý bà con và các bạn, tôi tên là Phương, chủ chuỗi trang trại động vật hoang dã. Hiện nay tôi đang sở hữu các trang trại có địa chỉ tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và trang trại trong miền Nam. Hiện nay thì trang trại tôi đang chăn nuôi các con động vật hoang dã, thứ nhất là rúi ma đào Thái Lan, thứ hai là rúi mốc đại Trung Quốc, chồn hương, chồn mốc, con giòn và con treo treo. Chồn mốc là con động vật khá mới lạ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhưng để chăn nuôi chồn mốc thành công thì bà con cần phải nắm được thứ nhất là về kỹ thuật chăm sóc, thứ hai nữa là các cái khâu chọn giống và thứ ba nữa là cách phòng và trị bệnh. Với kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm và thường xuyên hướng dẫn cho người mới, chị Phương rất hiểu tâm lý của người mới nuôi, thường có xu hướng lựa chọn những con giống nhỏ có giá thành thấp. Như tại trang trại của chị Phương đây thì một cặp bé nhất có giá bán chỉ 12 triệu đồng, tương đương với 6 triệu một con giống. Chị cho biết nếu bà con chăn nuôi lâu năm và đã có kinh nghiệm thì chọn nuôi loài này thì cũng không vấn đề gì cả. Nhưng đối với những bà con mới nuôi chưa rõ kỹ thuật thì chăn nuôi những con nhỏ như thế này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chăm sóc. Bởi chồn nhỏ sẽ cần bà con quan tâm và chăm chút nhiều hơn so với chồn lớn. Chính vì thế khi mới nuôi chồn thì bà con nên lựa chọn những con giống đã trưởng thành thì sẽ thuận tiện hơn khi chăn nuôi. Khi mà bà con bắt đầu bước vào chăn nuôi ấy, thì thường bà con hay lựa chọn các cái loại giống nhỏ như cái loại 2 tháng vừa mới tách, nó rơi vào khoảng 12 triệu một đôi. Nhưng mà theo tôi ấy, thì bà con không nên lựa chọn các cái loại nhỏ như thế. Có thể là ưu điểm của các loại nhỏ là giá rẻ và sẽ được nhiều giống, nhưng mà đó đòi hỏi cái kỹ thuật chăm sóc sẽ cao hơn. Thì khi mà bà con mới bước vào chăn nuôi thì bà con nên ưu tiên lựa chọn các cái loại ít nhất là phải từ như cái loại ở trong chuồng nhà tôi đây. Thì thứ nhất là nó đã sói sàng rồi, thứ hai nữa là nó cứng cáp hơn, thì bà con chăn nuôi cái tỷ lệ hao hụt nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Khi mà chọn giống chồn mốc ấy thì bà con nên lưu ý là nên chọn những con mà chắc mình dài đòn và thân dài, đuôi dài, mắt sáng tinh nhanh giống như là con chồn nhà tôi đây. Còn bà con đừng có ưu tiên mà chọn những con quá béo, tại vì thật ra ấy, nuôi béo nó chỉ lú mề thôi, nó sinh sản sẽ rất là kém. Còn những con mà chắc mình dài đòn ấy, là thân dài, đuôi dài ấy, và thì nó sinh sản nó số lượng con nó sẽ sai hơn rất là nhiều. Để chồn luôn khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt thì bà con cần phải thường xuyên quan tâm và để ý chồn để sớm phát hiện ra những biểu hiện bất thường trên từng cá thể. Từ đó, bà con sẽ có được những biện pháp xử lý kịp thời nhất. Như kinh nghiệm của chị Phương thì bà con cần quan sát sắc mặt của chồn, các hoạt động hàng ngày của chúng và đến phân thải. Nếu có những biểu hiện như ánh mắt buồn, ủ rũ, chồn ít hoạt động, nằm thở dài mệt mỏi, phần chồn bị nát không thành khuôn thì bà con cần có những biện pháp xử lý thích hợp. Tránh tình trạng bà con lơ là, không để ý đến chồn. Có nhiều trường hợp không phát hiện kịp thời nên khi chữa trị rất khó khăn. Và đây cũng là cách mà khi bà con đi lựa chọn con giống có thể áp dụng để lựa chọn được những con giống chất lượng nhất. Công tác phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm là rất quan trọng trong việc chăn nuôi chồn mốc. Khi mà chăn nuôi chồn mốc, nếu mà bà con phát hiện được có những cái biểu hiện bệnh sớm từ con chồn thì cái công tác điều trị nó sẽ rất là dễ dàng. Hàng ngày khi mà bà con chăn nuôi và chăm sóc con chồn mốc giống ấy, thì bà con nên lưu ý là sau khi khoảng thời gian mà mình thứ nhất là dọn dẹp chuồng trại và thứ hai là cho ăn thì mình phải chú ý thứ nhất là về cái phân của con chồn. Thường ấy, khi mà các cái biểu hiện bệnh nó sẽ thể hiện rất là lớn ở cái phân và cái biểu hiện gương mặt của con chồn. Nếu mà khi mà bà con cho ăn mà và cả dọn phân mà thấy các cái phân nó có cái biểu hiện khác lạ
thì bà con nên nghiên cứu và tìm hiểu xem nó có phải là những cái biểu hiện bệnh hay là nó chỉ là thay đổi trong quá hay là nó chỉ là những cái thay đổi mà trong quá trình mình thay đổi thức ăn hay không. Hoặc là ví dụ như cái gương mặt của con chồn, nếu mà nó không được vui vẻ linh hoạt như mọi khi thì bà con cũng nên tìm hiểu, tránh để cái trường hợp là khi mà con chồn nó đã rơi vào trạng thái bỏ ăn và cái trạng thái phân của nó đã đi nát hẳn rồi, thì như thế là cái bệnh của nó cũng đã ủ được 4 đến 5 hôm rồi. Nếu mà như vậy ấy, thì cái công tác mà chăm sóc này và chữa trị thì nó sẽ gặp rất nhiều là khó khăn. Khi mà bà con phát hiện sớm ấy và chữa cho con vật sớm thì xử lý nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà bà con để nó gọi là như kiểu nó bị nặng lên rồi và con vật nó cũng đã yếu xuống rồi, cái sức đề kháng của nó kém đi rồi thì khả năng phục hồi lại của nó rất là kém, và để cứu được con những con chồn mốc như vậy thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Đây cũng là cái cách mà để bà con khi đến trang trại lựa chọn con giống. Thứ nhất là con giống mình phải nhìn vào cái ánh mắt của nó có cái ánh mắt nhanh nhẹn, con giống tinh nhanh linh hoạt. Và các mình quan sát cái phân của con giống, nếu mà cái phân của con giống nó vào khuôn và đẹp thì đấy là những cái con giống khỏe mạnh. Khi mà lựa chọn được những con giống như vậy thì bà con sẽ khởi động bước đầu chăn nuôi, nó sẽ rất là thành công. Chị Phương cho biết để phòng bệnh tốt cho chồn thì bà con cần giữ được môi trường sinh sống cho chồn tốt. Trong đó, dọn dẹp vệ sinh chuồng trại là một khâu bắt buộc bà con cần thực hiện thường xuyên. Không được để chuồng nuôi dơ bẩn sẽ tạo điều kiện cho các mầm bệnh phát sinh lây lan cho đàn chồn. Ngoài quét dọn chuồng trại thì tại đây chị Phương còn thường xuyên phun khử khuẩn cho chồn bằng các loại thuốc chuyên dụng để đảm bảo sức khỏe cho chồn được tốt nhất. Nhưng khi làm vệ sinh chuồng nuôi thì bà con cần lưu ý một số vấn đề nhỏ như chị Phương chia sẻ sau đây. Phòng bệnh thường kết hợp với vệ sinh chuồng trại. Bà con như bà con quan sát các khu vực chăn nuôi của nhà tôi đây, từ cái sàn chuồng này, nền chuồng rất là sạch sẽ. Vì ví dụ khi mà bà con chăn nuôi chuồn mốc ấy thì thường hàng ngày con sẽ vệ sinh một lần vào buổi sáng. Như các con động vật khác thì thường là mình sẽ ưu tiên là dọn vệ sinh buổi chiều. Nhưng mà đối với các con động vật hoang dã thì nó thường là sẽ ngược lại. Bà con sẽ ưu tiên là dọn vệ sinh vào buổi sáng. Khi mà buổi sáng dọn vệ sinh, quét dọn chuồng trại thì bà con cũng lưu ý để mình kiểm tra phân này, rồi mình bổ sung các cái lượng thức ăn làm sao thay đổi phù hợp cho những các cái con vật. Ví dụ như nó chỉ có những cái biểu hiện do nó ăn nhiều quá hoặc là nó ăn cái lượng thức ăn mà lạ hay là gì đấy thì mình kiểm tra phân và mình sẽ bổ sung cái lượng thức ăn vào buổi sáng làm sao cho nó phù hợp. Và khi mà vệ sinh chuồng trại ấy thì bà con cũng lưu ý là hàng tháng thì sẽ làm khử khuẩn chuồng trại một tháng một lần. Ví dụ như là khi mà bà con mua các cái thuốc khử khuẩn thì bà con nên lưu ý là chọn những cái thuốc mà có thể xịt trực tiếp vào con giống, nhưng mà không phải xịt trực tiếp là mình lạm dụng mình xịt, tại vì cái để làm sao mà để cái không khí ở trong chuồng nó không bị ảnh hưởng đến con giống thôi. Còn khi mà bà con mà làm khử khuẩn chuồng trại ấy thì bà con thứ nhất là lưu ý cho tôi là tránh khử xịt vào các cái con mà đang mang bầu này, đang nuôi con nhỏ, hoặc là những cái con chồn mà nhỏ thì bà con nên tránh. Tại vì là những con đấy là cái sức đề kháng với cái kháng thể của nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà tốt nhất là mình tránh được thì sẽ tốt hơn cho con giống. Còn vào mùa hè thì khi mà vệ sinh chuồng trại thì bà con ưu tiên, nếu mà ở cái khu vực chăn nuôi của mình mà có hệ thống thoát nước tốt thì bà con ưu tiên là sử dụng các cái sử dụng biện pháp là vệ sinh chuồng trại là xịt nước. Tại vì sao? Tại vì mùa hè ấy, thường là cái nhiệt độ nó sẽ hơi bị nóng. Nếu mà mình xịt nước rửa chuồng ấy thì chuồng nó rất là mát, nó cũng tốt cho con giống. Còn mùa đông thì mình không nên sử dụng cái biện pháp mà xịt nước vệ sinh chuồng trại. Tại vì là mùa đông ấy, cái lượng hơi ẩm trong không khí nó cũng khá là lớn ấy. Nếu mà bà con mà xịt rửa như vậy ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con giống. Cũng như chăn nuôi một số loài vật nuôi thông thường thì chị Phương cũng tiêm vaccine cho chồn và tẩy giun định kỳ cho chúng. Khi tiêm vaccine thì bà con sẽ yên tâm hơn khi chăn nuôi, và khi chồn được tẩy giun định kỳ thì chúng có được thể trạng tốt nhất để phát triển. Khi mà trong quá trình mà chăn nuôi chồn mốc thì bà con lưu ý là mình nên tiêm phòng cho chồn 1 năm 2 lần định kỳ, và ngoài ra ấy thì bà con nên tẩy giun định kỳ nữa. Tẩy giun thì thường có thể duy trì 1 năm 1 lần hoặc 2 lần. Đối với chồn mốc thì có thể là dùng thuốc tẩy giun của người, hoặc là không ấy thì bà con có thể là treo một cái đùm rơm ở bên cạnh chuồng như này, để khi nào mà nó có trong người nó có giun ấy là nó sẽ tự nó ăn những cái rơm ở bên cạnh chuồng như này thì là nó sẽ tẩy được cái giun. Đấy là gọi những cái biện pháp mà tẩy giun thông thường cổ truyền.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi các loài động vật này, thì tại đây chị Phương cũng có đầy đủ cơ sở vật chất để bà con có thể ở lại dài ngày. Khi bà con mua con giống tại trang trại thì cũng được cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan. Hơn nữa, trang trại của chị Phương còn bao tiêu sản phẩm độc gia cho bà con khi bà con chăn nuôi thành công. Trước khi bước vào chăn nuôi thì bà con nên tìm hiểu thật kỹ các kỹ thuật chăm sóc. Trang trại tôi có đầy đủ các trang thiết bị để cho bà con có thể ở lại học tập và chăn nuôi, có pháp lý đầy đủ, có chính sách bảo hành và nhất là có các cái hợp đồng bao tiêu để bao tiêu các con giống, các cái thành phẩm của bà con, bao tiêu đầu ra cho bà con để bà con yên tâm bước vào chăn nuôi.